Con nhảy cùng quả bóng. Con nhảy trong quả bóng trong cái trampoline này. Wow, gấu chích. Đây để bà kéo lại luôn một tí nữa cho gấu an toàn. Đấy, cho gấu không đỡ giữ an toàn cho gấu không bị không không bị rơi ra nhá. Không bị ngã ra. Đấy, kéo xuống. Đó. Bảo vệ cho gấu không không bị ngã ra, đúng rồi, có cái lưới bảo vệ cho gấu. Wow, gấu nhảy. Gấu nhảy với quả bóng này trông giống trái đất đúng không gấu? Giống quả địa cầu mà mình đang sống nè, giống trái đất mình đang đang mình đang sống. Đấy, mình đang sống trên trái đất này. Mình đang không phải không mình đang ở Krynica Morska, ở biển biển ở biển phía bắc của Ba Lan. Đi từ nhà mình đến đây là hết 4 tiếng đi ô tô thì ui có mùi đó, ok. Có mùi nó vừa đậu lên người ba phát. À, gấu đang nhảy, gấu nhảy thì mũi nó đỡ nó đỡ 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 bay vào gấu hơn. Ok, mình về ăn cơm đi gấu nhỉ. Đang chơi à? Ở chơi không? Ném bóng lên một phát. À, mở ra gấu ra nhá, ok.